Chiều ngày 11 tháng 9, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2020. Dự lễ bế giảng có đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng huyện ủy. Lớp bồi dưỡng có 49 học viên đến từ các đảng bộ chi bộ trực thuộc huyện ủy và đảng bộ chi bộ các cơ quan đơn vị các xã thị trấn trong toàn huyện. Sau 6 ngày học tập, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển nền văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng về đạo đức, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn viết bài thu hoạch trên cơ sở kiến thức đã được tiếp thu để làm cơ sở đánh giá xếp loại. Với tinh thần nỗ lực học tập, các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 đã hoàn thành tốt chương trình học tập. Qua kiểm tra viết bài thu hoạch cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Trong đó, kết quả loại giỏi là 15 đồng chí chiếm 30,6%, khá 31 đồng chí chiếm 63,3%, trung bình 3 đồng chí bằng 6,1%. Tại lễ bế giảng, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy đã trao giấy chứng nhận cho 49 học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng. Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đánh giá cao tinh thần thái độ học tập nghiêm túc của các học viên. Đồng chí đề nghị từng đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tài nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất trên các lĩnh vực công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở đơn vị.